Quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng Hồng Việt TV. Tiếp theo sau đây là phần tin quốc tế. Mở đầu phần tin quốc tế là tin Kiev công bố chặn được cuộc điện thoại cho thấy Nga phá hủy đập Kharkovka. Cơ quan an ninh trong nước của Ukraine hôm nay cho biết họ chặn được cuộc điện thoại chứng minh một nhóm phá hoại của Nga phá hủy nhà máy thủy điện cũng là đập nước Kharkovka ở miền nam Ukraine. Đập nước bị vỡ hôm thứ Ba gây ra lũ lụt nghiêm trọng, buộc cho hàng ngàn người phải di tản, gia tăng phá môi trường. Cơ quan an ninh Ukraine SBU đăng tải đoạn ghi âm 1 phút rưỡi về cuộc trò chuyện, trong đó hai người thảo luận hậu quả từ thảm họa bằng tiếng Nga. Một người trong đoạn ghi âm được SBU mô tả là một quân dân Nga nói rằng phía Ukraine không tấn công đập nước, đó là nhóm phá hoại của chúng ta. Họ muốn làm người dân sợ hãi. Mọi việc không diễn ra theo đúng kế hoạch, họ gây thiệt hại nặng hơn dự tính. Người này cũng cho hay hàng ngàn động vật chết tại một công viên safari ở hạ nguồn sau vụ vỡ đập. Người kia tỏ ra ngạc nhiên khi binh lính này khẳng định lực lượng Nga phá hủy nhà máy thủy điện và đập nước. SBU không cho biết thêm chi tiết của cuộc trò chuyện hay người tham gia. Cơ quan này cho hay họ đã mở cuộc điều tra hình sự về tội ác chiến tranh và phá hủy sinh thái. SBU nói rằng cuộc điện thoại bị SBU chặn lại xác nhận rằng nhà máy thủy điện Kharkovskaya bị một nhóm phá hoại của Nga tấn công. Quân xâm lược muốn hăm dọa Ukraine bằng cách phá hủy đập nước và gây ra thảm họa ở miền nam Ukraine. Hàng trăm người Ukraine được cứu khỏi mái nhà ở những khu vực lũ lụt hôm thứ Năm. Lãnh đạo khu vực Kherson cho hay khoảng 600 km vuông trong khu vực chìm trong nước. Tổng thống Pháp đến thăm các trẻ em bị đâm tại thành phố Annecy. Tổng thống Pháp hôm nay đến thăm các gia đình đang đau khổ vì vụ đâm 4 trẻ em nhỏ, mà trong khi các nhà điều tra đang cố gắng làm rõ động cơ của một người gốc Syria bị bắt giữ. Tổng thống Macron và phu nhân đã đến bệnh viện đang cứu chữa 3 trong 4 trẻ em bị thương tích nặng, nguy hiểm đến tính mạng trong cuộc tấn công hôm thứ Năm tại một công viên ở thành phố Annecy. Thủ tướng Elizabeth Borne đã cho biết rằng là 4 em bé từ 22 tháng tuổi đến 3 tuổi đã được giải phẫu và đang được theo dõi liên tục. Sức khỏe các em hiện đã ổn định. Phát ngôn viên chính phủ Olivier Véran cho biết rằng 2 em bé còn nguy kịch. Và ngay sau cuộc tấn công này, các em lập tức được đưa đến bệnh viện tại thành phố Grenoble, là điểm dừng đầu tiên của ông Macron trong sáng hôm nay. Em bé thứ tư đang được cứu chữa tại Geneva, Thụy Sĩ, và trong số 4 trẻ em, 2 em là người Pháp, 1 em là người Anh và 1 em người Hà Lan. 2 người lớn cũng bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng. 1 người vừa bị đâm, vừa bị trúng đạn của cảnh sát khi họ bắt giữ kẻ tấn công. Nghi phạm là người gốc Syria và có quy chế tị nạn tại Thụy Điển. Và nhà chức trách Pháp cho biết nghi phạm gần đây bị từ chối quy chế tị nạn tại Pháp vì Thụy Điển đã cấp quy chế tị nạn và thường trú cho anh ta cách đây một thập niên. Theo công tố Lan Bonnet Martis thì hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm nhưng có vẻ không liên quan đến khủng bố. Đại sứ Trung Cộng tại Nam Hàn cảnh báo đánh cược sai về sự kình địch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Đại sứ Trung Cộng tại Seoul cho biết Nam Hàn có thể đang đánh cược sai về sự kình địch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, kêu gọi Seoul chấm dứt tách rời khỏi Trung Cộng, khôi phục liên hệ kinh tế và ngoại giao. Ông Hình Hải Minh đưa ra bình luận trên trong cuộc họp tối thứ Năm với ông Lee Jae-myung, lãnh đạo đảng đối lập chính của Nam Hàn, vốn chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol vì theo đuổi ngoại giao với Hoa Kỳ, trong khi bỏ qua liên hệ với Trung Cộng, đối tác thương mại hàng đầu của Nam Hàn. Ông đổ lỗi cho Seoul gây ra những khó khăn cho liên hệ song phương vì không tôn trọng lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh, trong đó có Đài Loan, trong khi chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Ông nói rằng liên hệ Trung Cộng Nam Hàn đối diện nhiều khó khăn, nguyên nhân không nằm ở phía Hoa Lục. Ông hy vọng Nam Hàn sẽ thực hiện đúng cam kết và tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Cộng như vấn đề Đài Loan. Ông Hình cảnh báo không đưa ra phán đoán sai về Trung Cộng vì sự can thiệp của các yếu tố bên ngoài như áp lực của Hoa Kỳ. Ông nói rằng trong tình hình Hoa Kỳ đang tăng áp lực lên Trung Cộng bằng mọi giá, một số người đánh cược rằng Hoa Kỳ sẽ thắng còn Trung Cộng sẽ thua. Đây rõ ràng là phán đoán sai và không đánh giá đúng lịch sử. Những ai đánh cược rằng Trung Cộng thất bại chắc chắn sẽ hối tiếc. Tàu Hải quân Trung Cộng thăm hữu nghị Philippines.
Tàu huấn luyện hải quân lớn nhất Trung Cộng hôm nay sẽ đến Philippines là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm hữu nghị trong khu vực giữa lúc căng thẳng tăng cao vì hoạt động của Trung Cộng tại Biển Đông. Tàu huấn luyện Thích Kế Quang rời Brunei vào hôm thứ Năm, lên đường sang Philippines là một phần trong chuyến đi khoảng 40 ngày, bao gồm các điểm dừng tại Việt Nam và Thái Lan trước Brunei. Cuối chuyến đi, tàu Thích Kế Quang này và 476 học viên và sĩ quan hải quân trên tàu sẽ đi qua Hoàng Hải, Biển Hoa Đông, Biển Đông, Vịnh Thái Lan, Vịnh Tây Thái Bình Dương. Theo truyền thông Trung Cộng, thì huấn luyện của tàu tập trung vào hàng hải, diễn tập chống hải tặc, tập bắn bằng vũ khí hạng nhẹ. Tàu Thích Kế Quang đến Philippines giữa căng thẳng với các nước láng giềng về Biển Đông, nơi Trung Cộng tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, nhưng Việt Nam, Đài Loan, Brunei và Malaysia, Philippines cũng tuyên bố chủ quyền. Chuyến thăm hữu nghị này diễn ra ngay sau khi cuộc diễn tập tuần duyên ba bên đầu tiên giữa Philippines, Nhật Bản, Hoa Kỳ vừa kết thúc hôm thứ Tư. Philippines có đẩy mạnh sự liên hệ quân sự với Hoa Kỳ trong năm nay, tổ chức thêm nhiều cuộc tập trận, cho phép Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự tại địa phương. Quyết định này làm Bắc Kinh tức giận khi Manila nói rằng việc sử dụng các căn cứ quân sự là sẽ hữu ích nếu lực lượng Trung Cộng tấn công Đài Loan. Havana phản bác thông tin về kế hoạch cho Trung Cộng mở căn cứ do thám ở Cuba. Chính quyền Havana hôm thứ Năm phản bác thông tin, cho rằng họ vừa đạt được thỏa thuận để cho Trung Cộng thành lập một cơ sở do thám ở Cuba. Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cho hay bản tin của Wall Street Journal và CNN là sai sự thật và vô căn cứ. Các bản tin cho biết Bắc Kinh và Havana ký một thỏa thuận bí mật để Trung Cộng thành lập một cơ sở do thám điện tử ở Cuba, có thể theo dõi liên lạc trên khắp Đông Nam Hoa Kỳ. Khu vực này bao gồm trụ sở Bộ Tư lệnh Miền Nam và Trung ương Hoa Kỳ, cả hai đều đặt ở Florida. Wall Street Journal dẫn lời quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho hay Trung Cộng sẽ trả cho Cuba nhiều tỷ đô la để xây dựng cơ sở này, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio gọi những tin trên là hoàn toàn sai sự thật và vô căn cứ. Ông cho biết Cuba phản đối toàn bộ sự hiện diện quân sự ngoại quốc ở Mỹ Latin, kể cả các căn cứ và binh lính Hoa Kỳ. Du khống kiểu này thường là do các quan chức Hoa Kỳ bịa đặt. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Tòa đốc John Kirby gọi bản tin của Wall Street Journal là không chính xác. Phát biểu với đài MSNBC, ông Kirby cho biết ông đã đọc bản tin đó, nó không chính xác. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ luôn lo ngại về các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Cộng trên khắp thế giới, đặc biệt ở khu vực này. Hoa Kỳ vẫn theo dõi chặt chẽ. Phát ngôn viên ngũ giác đài Pat Ryder cũng gọi bản tin của Wall Street Journal là không chính xác. Ông Ryder cho hay, ông không nhận thấy Trung Cộng và Cuba xây dựng bất kỳ cơ sở do thám nào như thế này. Liên hệ giữa hai nước luôn được Hoa Kỳ theo dõi sát. Mưa lớn tại Tây Nam Hoa Lục làm một số thành phố ngập lụt. Mưa lớn không ngừng trút xuống nhiều khu vực tại Tây Nam Hoa Lục hôm nay và gây lũ lụt ở nhiều thành phố, nhấn chìm đường xá, làm nhà cửa ngập nước. Trong đợt mưa mùa hè đầu tiên, thành phố Bắc Hải tại Quảng Tây đã ghi nhận lượng mưa 453mm hôm thứ Năm. Đây là kỷ lục hàng ngày của khu vực trong tháng 6. Nhiều chiếc xe ngập nước trên đường phố Bắc Hải. Tại một tòa nhà cao tầng, nước chảy ào ào xuống cầu thang, trong khi cảnh sát cứu hỏa hối hả cứu người dân. Thành phố Ngọc Lâm tại gần đó mưa 35 giờ liên tiếp tính đến 7 giờ sáng hôm nay theo giờ địa phương. Cơ quan khí tượng dự báo là khu vực miền Nam Hoa Lục sẽ tiếp tục có mưa trong những ngày tới, trong khi khu vực Đông Bắc dự báo có dông. Hoa Lục cảnh báo thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn do khí hậu biến đổi. Quảng Tây đã vừa trải qua hạn hán nghiêm trọng hiếm thấy trong tháng 5, với lượng mưa xuống mức thấp nhất trong 60 năm qua. Tỉnh Hà Nam, vùng trồng lúa của Hoa Lục gần đây cũng có ảnh hưởng bởi mưa lớn đến mùa màng, gây nên sự lo ngại về an ninh lương thực. Núi lửa Anak Krakatoa ở Indonesia phun trào hai lần. Núi lửa Anak Krakatoa ở Indonesia phun trào hai lần trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ hôm nay, phun trào núi lửa lên cao 3.000 mét. Cơ quan núi lửa Indonesia cho hay núi lửa phun trào lúc 7 giờ 46 phút sáng theo giờ địa phương, và phun trào lần thứ nhì sau đó 62 phút. Hình ảnh được cơ quan này công bố cho thấy một đám mây lớn từ núi lửa cuồn cuộn bốc lên cao và di chuyển theo hướng tây nam. Núi lửa Anak Krakatoa cao 157 mét ở eo biển Sunda giữa đảo Java và Sumatra phun trào hơn 10 lần kể từ tháng 3 năm nay. Khu dân cư gần núi lửa nhất
cách xa hơn 16 km. Nhà chức trách công bố mức báo động cao thứ nhì, không ra lệnh di tản nhưng khuyến cáo du khách và người dân không đến gần núi lửa. Indonesia có 127 núi lửa đang hoạt động. Đợt phun trào tháng 12 năm 2018 của núi lửa Anak Krakatoa gây ra lở đất dưới biển, dẫn đến sóng thần ở Banten của tỉnh Java và Lampung, làm cho ít nhất 430 người thiệt mạng. Tính đến hôm nay, 4 núi lửa Indonesia đang ở mức báo động cao thứ nhì, gồm Anak Krakatoa, Merapi ở Trung Java, Semeru ở Đông Java và Karangetang ở Bắc Sulawesi. Anak Krakatoa hình thành từ núi lửa Krakatoa, ngọn núi lửa phun trào năm 1883 và làm cho hơn 36.000 người thiệt mạng vì sóng thần. Nhiễu loạn không khí nặng tăng 55% kể từ năm 1979 vì khí hậu biến đổi. Bất kể đó là chuyến bay bị hoãn, thất lạc hành lý hay xếp hàng dài tại các chốt kiểm soát an ninh đi lại bằng đường hàng không thì luôn có vô số những thách thức. Nhưng nay các nhà khoa học chỉ ra là một lo ngại có lẽ còn lớn hơn, đó là nhiễu loạn không khí nặng gia tăng có thể làm thay đổi độ cao đột ngột và gây ra thương tích nặng. Các nhà nghiên cứu Anh Quốc phát hiện là nhiễu loạn không khí nặng tăng 55% kể từ năm 1979 và có lẽ là sẽ phổ biến hơn khi trái đất ấm dần lên. Áp nóng toàn cầu gây hỗn loạn cho dòng tia jet stream, dòng không khí di chuyển nhanh mà phi cơ bay dọc theo để tăng vận tốc. Ngày càng nhiều hành khách ghi lại hình ảnh nhiễu loạn không khí mạnh đáng sợ bằng điện thoại của họ, làm thức uống nóng bay lên. Trong những trường hợp hiếm thấy thì nhiễu loạn này có thể sẽ gây tử vong, như trường hợp đầu năm nay khi nhiễu loạn không khí làm cho một hành khách thiệt mạng. Hàng chục ngàn phi cơ gặp phải nhiễu loạn nặng mỗi năm và gây thiệt hại cho ngành hàng không toàn cầu, ước tính 1 tỷ đô la. Từ chi phí cho thương tích đến hư hỏng cấu trúc phi cơ và trì hoãn chuyến bay. Nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu tại Đại học Reading thực hiện và đăng tải trên Geofisco. Research Letters hôm thứ Năm. Giáo sư Paul Williams, tác giả nghiên cứu, cho biết, một thập niên nghiên cứu cho thấy khí hậu biến đổi sẽ làm tăng nhiễu loạn không khí trong tương lai, và nay đã có bằng chứng cho thấy sự gia tăng đó đã bắt đầu. Và chúng ta cần đầu tư vào cải thiện các hệ thống dự báo và phát hiện nhiễu loạn để ngăn chặn ảnh hưởng đến các chuyến bay trong những thập niên tới. Tờ báo nhiều độc giả nhất nước Úc xin lỗi vì bài báo về cuộc thảm sát người bản địa vào năm 1838. Tờ báo nhiều độc giả nhất nước Úc xin lỗi vì bài báo về một cuộc thảm sát cách đây 2 thế kỷ, trong đó vận động không truy tố những người đã sát hại hàng chục người bản địa, nói rằng sự thật là sức mạnh thiết yếu cho hòa giải. Mặc dù lịch sử của Úc kể từ khi người Âu Châu đến năm 1788 tràn đầy bạo lực với người bản địa, cuộc thảm sát Muir Creek ngày 10 tháng 6 năm 1838 được xem là một bước ngoặt vì sự tàn bạo của nó, và nó dẫn đến lần đầu tiên truy tố hình sự người định cư vì bạo lực nhắm vào thổ dân. Theo các sử gia, khoảng 28 phụ nữ, trẻ em và nam giới lớn tuổi người bản địa bị chặt đầu bằng kiếm hoặc bị ngựa dẫm chết. Sau đó thi thể của họ bị đốt cháy, trong khi một phụ nữ bị giữ lại để hãm hiếp trong nhiều ngày sau đó. Báo Sydney Morning Herald hôm nay cho hay họ hoàn toàn sai khi đăng tải bài báo kêu gọi không truy tố những kẻ tấn công và không tuyên án tử hình khi bị xác định tội phạm. Bài xã luận bất thường phản ánh tâm trạng chuộc lỗi đang hình thành ở Úc khi chính phủ dự tính tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về liệu có sửa đổi hiến pháp để đưa một cơ quan cố vấn người bản địa vào quốc hội hay không. Phần lớn các cuộc khảo sát cho thấy đất nước sẽ bỏ phiếu ủng hộ thay đổi, trong khi những người phản đối cảnh sát việc này sẽ gây chia rẽ. Hàng ngàn người tham gia cuộc diễn hành Gay Pride tại Tel Aviv. Khoảng 45.000 người đổ ra đường phố Tel Aviv vào hôm thứ Năm trong cuộc diễn hành Gay Pride hàng năm của thành phố để ủng hộ cho quyền của các thành viên cộng đồng người đồng tính, nam, nữ, lưỡng tính, chuyển giới LGBT. Đoạn video này quay từ trên không cho thấy người tham gia cầm cờ cầu vồng, nhảy múa trên đường phố trong trang phục sặc sỡ. Bên cạnh các thành viên cộng đồng LGBT và người ủng hộ họ thì cuộc diễn hành này cũng có sự hiện diện của người biểu tình phản đối chính phủ. Và những người biểu tình hơn 22 tuần qua phản đối chính phủ liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu
người trước đây gây lo lắng cho hệ thống tư pháp của Israel, nhóm thiểu số người Ả Rập và quyền của cộng đồng LGBT. Số vụ bài LGBT tăng 400% kể từ khi nội các của ông Netanyahu thành lập tháng 12 năm ngoái. Quyền của cộng đồng LGBT tại Israel là khác biệt ở khu vực Trung Đông bảo thủ. Tel Aviv lâu nay được xem là trung tâm du lịch đồng tính, mặc dù tại Jerusalem, các giáo dân do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo có quan điểm khác hẳn. Và đó đã kết thúc phần tin quốc tế. Một lần nữa, sau vài phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức liên quan đến Việt Nam.